Cô chú ơi, nó không phải khoe. Bây giờ mẹ chay sẽ quay cho cô chú coi chay. Mà cô chú coi xong một cái là cô chú tự hào Việt Nam liền. Cái này là không phải ý của mẹ chay nha. Cái này là chính ý của chay là người muốn nha. Rồi chay kêu ba chay mặc vô giùm chay. Coi nha cô chú nha. Mà bây giờ nó lại hả, nó lại nó thấy ấy nó chơi, nó không có đứng lên được. Đây, nó đang ngồi trong cái đó đó. Nó mặc từ hồi nãy giờ là 2-3 tiếng đồng hồ rồi nó đi chơi. Đi hết vòng vòng nguyên một sớm. Nó mặc xong nó chạy ra, nó nói với Ngọc, nó nói mẹ, mẹ coi con mặc nè. I like it mommy. Đây, xem vô nha. Thấy chưa, có thấy con người ta đang mặc đồ gì chưa? Con người ta đang mặc áo dài đó cô chú. Trời ơi, nó đi ra một cái là Ngọc xỉu ấp và xỉu đau luôn. Trời ơi, có ai ngờ đâu mà nó đòi đi lấy áo dài, nó mặc cái thời tiết. Ngọc nói trời ơi con ơi, nóng quá mà sao con đi mặc áo dài. Nó nói mommy I like it. Nhưng mà cái vải này cho mỏng, vải này vải mỏng mát. Mà đi lấy áo dài mặc vô, bởi vậy cô chú có cú bấm like cho cái video này chứ là chịu không nổi rồi. Tự hào Việt Nam, nó súng xính, nó đi hết người này tới người nọ, người ta khen chơi ơi, chơi ơi mày dễ thương quá, tao thích bộ đồ của mày quá. Trời ơi, Ngọc nói hả, trời ơi tôi trục đàn, nó trục nọc rồi mẹ, mặc có bộ đồ đẹp đê luôn á. Ngọc nói vậy đó. Cái nó nói yeah, he say he likes my clothes. Có nghĩa là có một cái người nào đó nói với nó là hả, ta thích cái bộ đồ của mày. Trời ơi, coi, dán áo dài lên kìa, coi dán quần lên kìa. Đúng luôn, đúng là cái phong cách. Hả? Hả? Sao đi? Trời ơi, trời, mặc áo dài đi bắn súng có được đời không? Đây mày cầm cho, rồi xuống xuống, nhảy xuống. Đúng rồi. Là sao? Chắc làm sao? Coi chừng dướng áo dài. Gì nữa? Đây nè. Rồi bây giờ bắn trúng đây. Trời ơi, hiếm khi nào cô chú thấy cái cảnh này ở Mỹ lắm nha cô chú nha. Tự động lấy mặt, mà cái hành động mà Ngọc làm Ngọc cưng nhất là tự động lấy đồ mặc. Ơi 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 ơi, đừng bắn cui. Đi vòng vòng sớm ai cũng người ta sẽ trời xong luôn. Rồi xong luôn, ướt đồ rồi. Ngọc dặn nó trước khi nó ra khỏi nhà, Ngọc dặn nó ai mà hỏi con mặc cái bộ đồ này bộ đồ gì á, cô phải nói là đây là cái bộ đồ truyền thống của đất nước tôi, là đất nước Việt Nam. Không biết nó có nhớ, không biết có nói, không biết. Mà Ngọc dạy cho nó nói vậy á. Trời, thương quá, mặc cái bộ đồ thương ghê. Cô chú thả tim chay quá trời luôn rồi kìa. Áo dài đi bắn súng. Không chịu đền nổi rồi. Rồi làm kiểu ơi, làm kiểu bắn súng đó coi. Ôi trời, đừng có bắn mẹ nha. Mẹ tắm sạch sẽ, mẹ đồ mày sạch rồi đó, không có bắn mẹ nha. Thôi, không. Kỳ nha. Con muốn là mẹ lấy cây súng mà bắn ha. Ok, you can. Dạ. Ôi trời, hết hồn, ba chay làm hết hồn thì cái chứ. Be careful, be careful. No, no. Ê, bây giờ con bắn vô đây, con kêu con rắn ra, con bắn con rắn đi. Nói rắn ra, rắn ra đây, rắn. Ra mình bắn rắn nè, nó nói vậy đó là nó chạy ra liền à. Con nói ra, khoan khoan nè, con nói nè. Con nói đúng cái câu này nó mới ra nghe chưa. Con nói rắn ơi rắn. Nói đi, rắn ơi rắn. Nói lớn lên, kêu lớn lên. Rắn, rắn. Ra đây. Ra đây. Mình bắn rắn nè. Rắn, rắn nè. À, nói sai rồi, nó không có ra. Mình bắn rắn nè. Ra đây. Bùng chéo, bùng chéo. Bùng chéo, bùng chéo. Oh my god. Oh my god, I'm dying. Gì? Con kêu chưa có đủ lớn mà nó chưa có ra. Con kêu rắn ơi rắn. Kêu rắn ơi. Con nói đi, rắn ơi rắn. Oh, hết nước rồi hả? Rồi thấy không?
Bởi giờ hết nước cái vắng nó ra, sao mình bắn nó kịp, lấy nước thêm đi. Trời trời. Nó nói tiếng Việt là Ngọc muốn xỉu với nó luôn. Ê, hút không lên đủ rồi. Ồ, con hút nước kìa, cô chú ơi. Rồi, ok, bắn đây. Súng bự, súng cao gấp đôi nó đó, mở cầm cái súng. Rồi, kêu đi, rắn ơi, rắn, lẹ lên. Mày sao vậy hả? Rồi, ok, kêu đi, rắn ơi, rắn. Lớn lên. Rắn ơi, rắn. Chạy. Rắn ơi, rắn. Rắn ơi, rắn. Ra đây. Ra đây. Chạy bắn nè. Chạy bắn nè. Nè, no funny. Mẹ, có gì đâu vui. Ý là cười nó quê á. Rắn ra đây chơi bắn nè. Rắn dễ sợ thì chứ. Rồi nó ra chưa. Ê, xém ra. Ủa, rồi con xịt nước hết rồi, lấy gì ra? Lấy nước lại, đi vô lấy nước lại. Đi ra lấy nước lại nha. Ồ đó, chỗ đó là sắp có tới nó rồi đó. Sắp rồi đó. Ủa con hút tầm bậy không à, nó đây. Đây. Nó thấy hút cơ thấy mất mệt rồi. Rồi. Ok, rồi bỏ vô, bây giờ kéo lên. Đúng rồi, phải bỏ sâu xuống kéo lên, đúng rồi. Rồi đó, bây giờ nguyên một khúc bự luôn rồi, thấy chưa? Rồi, ok rồi. Rồi. Rồi, thôi được rồi. Nhiêu đây được rồi. Rồi bây giờ cầm nha, cầm chưa. Rồi kêu đi, rắn ơi rắn. Lớn lên. Lớn nha. Ra đây. Chạy bắn nè. Chạy bắn nè. How did you see that? Yeah, I see it. Ủa? Lộn mày, bấm lộn mày. Ê, con làm hồi nước văng trúng con, nước năng trúng con kìa. Con làm vậy là nước văng trúng con á. Còn rắn ra chưa? Con rắn này nó lì thiệt chứ. Ê, trời. Bắn mẹ. Được rồi không? Ráng ra đây chơi bắn. Oh my god, cười đau bụng luôn. Nó mà cười thiệt, nó mà nói tiếng Việt được chắc rồi, chắc tôi cắn nó hằng ngày, cắn bầm dập nó luôn quá. Rồi con kêu đi, rắn ơi rắn. Kêu lớn lên, rắn ơi rắn. Can you hold it? Rắn ơi rắn. Lớn lên. Rắn ơi rắn. Ra đây. Chơi bắn nè. Gì vậy? Làm gì vậy? Kêu nữa. What? Kêu nữa, lớn lên. Rắn ơi rắn. Rắn ơi rắn. Ra đây. Chạy bắn nè. Chạy bắn nè. Lẹ lên. Lâu quá. Oh my god. Hả? Chưa hỏi nó chưa ra hả? Hà, không, hỏi vậy nè. Rắn ơi. Mô rứa. No funny. Cái nào không vậy? Nè, bắn đi. Rắn này thì mày chỉ cho mày kiếm đi, mày coi nó ra chưa. Nó chưa ra luôn trời ơi, mày nghĩ nó đi ngủ rồi thầy ơi. Rồi bây giờ con phải hỏi nó. Con nói rắn ơi rắn. Nói đi. Rắn. Ngủ chi mà sớm. Rắn. Ngủ chi. Rắn. Ngủ. Rắn. Ngủ sớm rứa. Ngủ sớm rứa mi. Nói đi, ngủ sớm rứa mi. I think it's tricky. Ồ, con nghĩ là con rắn đang uống trà hả? Trà gì? No. It's a rainbow one. À, con rắn nó uống trà rainbow hả? Yes. Nhưng mà mẹ nghĩ nó đi ngủ rồi. Con phải hỏi nó là ngủ chi mà sớm rứa. Ngủ. Ngủ chi sớm rứa. Thôi đừng có bắn mẹ nha. Trời ơi, đau bụng với cái clip này thiệt hay chứ. Ủa? Ê, chơi xong phải dẹp cái súng vô chứ. Con để cái súng đó rồi người ta lấy mất súng mình sao? Phải không? Cái gì vậy? Trời, cái gì vậy? Ướt hay gì vậy? Con bị ướt rồi phải không? Rồi thôi đi vô thay đồ không? Yeah. Đi vô thay đồ ha. It's my doll. Hả?
Rồi, 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 này, hồi nãy cuối cùng con rắn nó có ra không? Không. Con nó lì ghê. Con nói mà mốt con phải kêu nó này nè. Rắn lì ơi, mi mô rứa. Nói lại coi. Dạ dạ quá. Mi mô rứa. Dạ dạ quá. Giờ đi nữa, lang thang nữa đó. Rồi đi vô thay đồ. Đi vô thay đồ con. Nó đi giỡn mặt không? Nó giỡn mặt với tôi không? Trời ơi, ê chay chay chay, mặc đồ này nhảy mới đẹp này chay, nhảy đi chay. Múa. Rồi bây giờ mẹ hát cây múa nha. Ba là cây nến vàng, lẹ đi lẹ đi. Mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Ồ chim á hả con? À, con nói con chim kìa mẹ. Thắp sáng một gia đình, lung linh tình mẹ tình cha, lung linh cùng một mái nhà, lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh hai tiếng gia đình. Hồi bữa là nó đi học múa, học múa ba lê. Bây giờ nó múa nó hay nhón nhón cái chân á, là tại vì hồi bữa cái lớp múa ba lê của chay là lúc 11 giờ trưa. Thì hả, trước cái lớp của chay thì có một cái lớp của cái chị của bạn kia, là cái bạn đó lớn lắm rồi, cũng mười mấy tuổi rồi. Là cái lớp của bạn đó là từ 10 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa. Thì khi mà mình tới á, là còn 10 phút nữa đó là mới tới lớp của chay, nên là chay ngồi chay thấy. À hai con chó hả con? Con nhớ cái điệu múa của cô hồi bữa cô múa ba lê không? Rồi ra đi mẹ hát cho múa. Rồi giờ hát bài gì? À hát bài hát hát bài gì? À hát 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 lại bài nãy đi, giờ tự nhiên nói bài hát không biết cái gì đó. Hát bài này đi. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, rất no say. Vì đằng con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Ủa đâu hả? Mẹ đã cho con. Mom, I want to dance. Ừ, giờ mày hát nè. No, again. Ok, bài nào? Cái bài hồi nãy hả? Ba là cây nến vàng hả? Ok. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Đi 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 luôn, thế thế là đi rồi. Trời ơi trời, không có gì. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh mà. Trời ơi, nhảy mà còn bước qua để đừng có đạp cái đám này. À không, vui vui, hát lại. Lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh hai tiếng gia đình. Hay ghê, à hay hay. À hát nữa lại hả? Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh. Mom, I am a second one. Bài nào? A human. Cái bài nào? The flowers one, the flowers and you blow inside. The flower and blow inside là bài gì ta? Bài tiếng Anh hay tiếng Việt bài in nào? In the pillow movie, in the blow. À cái bài hát ở trong phim mày đâu có biết bài đó đâu? No, it's the bucket one. Bucket one hả con? It's a new one. Oh. Hey, you want to dance with me? Oh, hey, you wanna dance with me có được đời không? Okay. À, dạy dạy con ta múa đó. Ờ đầu tiên là mày phải làm vậy đó. Ờ first dạy đó. Trời cái clip này chắc cô chú cười té ghế luôn. Đó thì đó cậu quên nãy. Ờ đó nhảy với mày. Ok giờ nhảy ha, con nhảy cho bạn coi nha. Ok. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, chay là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, la 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 la.
thắp sáng một gia đình. Dữ chưa? Lung linh tình mẹ tình cha. Lung linh cung. Ê, nó được, sao đẩy bạn? Thì mà khi con đi về đi chỗ khác, con đi chỗ khác, bạn tới là con phải đi chỗ khác. Rồi bạn dí con không ra con luôn hả? Con nói là bạn đừng có dí tôi, thì con nói bạn đừng có dí tôi. Rồi, có được đời không? Ừ, đó, đi trở lại câu chuyện. Tại sao mà nó múa như vậy? Nó múa nhón nhón. Thì đó, thì bắt đầu tới cái thấy ngồi trong cái lớp đó, để chờ tới cái giờ của mình á, cái chị đó chỉ múa cái kiểu chị nhón nhón. Nên là bắt đầu là ngồi nó nhìn nhìn chị, là bắt đầu giờ nó nhón nhón kiểu giống như chị vậy đó. Rồi giờ. Rồi quá rồi, bữa nay cô chú là thấy mặc áo dài muốn hát nữa ha, hát nữa, hát nữa. Ok. Hello. Hả? What is that? Speak louder. Em bé chưa biết nói con. How old are you? Can you ask her what's her name? Hả? Jade? What's your name? What's her name? Hả? What's your name now? Nó kêu bạn nói cho mẹ mình nghe là bạn tên gì đi. Bé này như nó còn nhỏ hơn trai nhiều lắm mới con. Mommy, cái song. À, hát hát hát. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh. Nó kêu đứng đứng sát đứng kế vô lề, nó kêu đuổi đuổi nhỏ. Hay con đi qua đi, con đứng đi chỗ đó người ta đứng mà đi qua mình đi, mình đứng đi. Làm sao vậy? Ờ, không phải, em bé muốn thì đi theo con đi chơi á. Ê, đừng, no, 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 don't touch it. Yeah. No. Thôi, giờ con vô đó con đứng đi. Start the song. Nói chuyện đàng hoàng với mẹ coi. Start the song, please. Nói mẹ, mẹ, mẹ hát đi mẹ. Mom, I want the flower and start and grow in the poop spot. Vậy hả con? In the shower and somebody will Vậy hả con? Nó nói mẹ, mẹ con muốn có bông hoa với lại cái ngôi sao. Cái bộ phim đó đó hả? Chút nữa vô nhà coi. À, con muốn nhảy cái bài đó đó hả? Mẹ đâu có biết bài đó bài gì. Đừng có đẩy bạn nghe chưa? Đừng có đẩy em nghe không? Ok. Kệ nó đi, đừng có xích đến xa ra. Rồi, vô nè. Ba là cây nến vàng. Mẹ giới thiệu ba bạn con nè. Hello. What's your name? He's a little bit afraid of you, Daddy. Ba chay hỏi là hả? Không, giờ đây thôi, giờ giờ ok, không nói. Nó không cho tôi nói chuyện. Con đứng xa ra mẹ ra đi, con đứng gần mẹ quá. Rồi ok. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, chay là cây nến hồng. Em còn nhỏ, đâu phải ai cũng biết múa đâu con. Ok. Ok. Ba là cây nến. Blow the sun away. Oh, okay, okay. Flower shy and black. Blow the sun away. Black and blue, but black means blow. Hát vậy đó hả? Okay. Black and blue. Thôi chơi ơi, mẹ không có biết bài đó. Black is a rainbow song. Thôi, cho mẹ hát bài của sở trường của mẹ đi. No. Trời ơi, không cho hát sở trường luôn. Don't. Mẹ đâu có biết cái bài. Con chỉ mẹ đi. Rồi hát sao? Okay, flower shy and black. Okay. Okay. Don't talk. Okay, rồi. Flower shine in black. In the flowers shine in the rainbow skit in the sky. That's what the song is. Tôi nhớ tôi chết liền không nội ơi. Okay, flower shy and black. No, no, it's cut together. Oh, it cut together. Flower. Trời ơi, nó làm khó tôi. Flower shy and black. And make a reason that knows what the snow is. Oh God. Mà không nhớ, quên rồi. Nói lại. The man unfolds in the fire. That's what the song is.
Ok. Flower shine and black. Quay này. Mẹ không có biết cái bài đó mà con ép mẹ hát đâu có được. Ok, không, mẹ hát bài này nè. Ok. Ừ. Nó để cho nó hát trước. Không nhớ, không nhớ nổi. I can't remember it. Trời ơi, cố gắng đi cho tôi nhớ đi cô nha. Mẹ đâu, tối nay con mở cho mẹ nghe bộ phim đó nghe. Sao vậy? Không, để mẹ hát bài của mẹ đi. Trong đêm. Thôi nghỉ đi, không chơi nữa. Chơi. Nhưng mà mẹ, ok, tối nay đi rồi chút nữa vô mẹ mở nhạc cho con tự nhảy. Chứ giờ mẹ đâu có biết cái bài đó mà con ép mẹ hát chơi. Ôi, kỳ lạ không? Ôi, trời. I just show you sing and you dance by yourself. No. Sao ạ? Con không có muốn tự hay con tự hát, con tự nhảy đi. No. Trời, ok. Chứ mẹ đâu có thuộc bài hát đâu, con ép mẹ hát chay. Con thích bài đó, mẹ biết con rất là thích bài đó, mẹ ước gì mẹ, mẹ thuộc cái bài đó mà mẹ không có thuộc. Ôi trời ơi. Muốn nhảy bài đó đó hả? Bây giờ con nhảy đúng một bài hát của mẹ thôi. Xong rồi cái bắt đầu mình qua mình mẹ hát bài đó cho con. Ok rồi. Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói dày rồi vậy, chỉ làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ, đau thương vẫn. I sing this song now. Ừ, hát đi. Sing this song. À, mày chưa hát xong bài của mẹ. Cuộc sống. No. À, gì? I love the other song. Không, mày chưa hát hết bài của mẹ mà. Mưu sinh. Next one. It's gonna be next. Chỉ làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ. Đau thương vẫn là đau thương. Em mơ một vì sao sáng dẫn trời lối em trên đường về, dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ. Trời ơi, đừng có động. Jadis, ew. Oh my goodness. Jadis, you are so gross, man. It is. You are so gross. Mommy. Go wash your hand. JD, stop. Let's go wash your hand. Go. Ôi, nó vô dễ sợ luôn. Đi vô. Cái gì? Trời đất ơi. Sing that song. Thôi đi vô thay đồ. Thôi vô thay đồ, đi thay đồ, rửa tay thay đồ, lẹ lên. Thôi coi kìa. Thôi nó nghĩ sao trời. Đây. Thôi vô. Không vô thôi mẹ vô. Bye bye chơi. Trời ơi, có giỡn mặt không? Thôi bye bye cô chú nha. Cấp máy xong mà cái vô ấy cho nó cái. Nãy giờ hy vọng là cô chú đã cười bể bụng. Rồi, ok, đây.